Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review cái dự án LN. Đây là trang web chính thức của dự án này, LN token.io. Chúng ta hôm nay cùng tìm hiểu về cái dự án LN, cái dự án dựa trên nền tảng của trò chơi blockchain. Thế thì cái nền tảng của dự án LN này gì? Thì các bạn có thể tìm hiểu ở đây, nó được thành lập tại cái Palo Alto. Nền tảng LN được dành riêng để trao quyền cho các nhà phát triển tạo nhiều trò chơi hơn cho các nhà người dùng của chúng tôi. Tầm nhìn của chúng tôi là cho phép người chơi tìm các trò chơi tuyệt vời dễ hơn, dễ dàng hơn và nhà phát triển phân phối sáng tạo của họ dễ dàng hơn thông qua cái nền tảng LN với cái sự trợ giúp của cái thẻ LN này. Thành viên nhóm của chúng tôi rất là tuyệt vời, bao gồm những thương hiệu nổi tiếng như Facebook, Oculus, Stanford, TikTok của Steve World University hoặc là ByteDance. Thì từ nhóm đã xây dựng các trò chơi Crypto Empire, dưới đây chúng tôi mang đến cho bạn LN, cái nền tảng trò chơi phân cấp. Trò chơi chúng tôi rất là tuyệt vời và hiện tại có hơn 1.000 người dùng đang hoạt động, thuộc top 2 trong số tất cả các trò chơi phân cấp. Cộng đồng rất là lớn, hơn 200.000 người dùng đăng ký và phạm vi toàn cầu. Người chơi của chúng tôi đến từ hơn 100 quốc gia. Và đây là backer của chúng tôi, được kinh nghiệm trên họ đã sử dụng, hiện đang làm việc cho USC Games, The White House, Zynga, Wobby, Phoebe Capital, và chúng tôi được cập nhật những thông tin đặc biệt trên một số trang tờ báo quốc tế lớn như Forbes, Yahoo, Business Insider, VentureBeat và hơn 300 báo cáo quốc tế khác. Các bạn có thể để lại email ở dưới đây, có thể để cập nhật thêm những thông tin mới nhất về cái dự án LN token này. Hoặc có những câu hỏi thắc mắc về dự án này, các bạn có thể gửi về hòm thư của chúng tôi hoặc tham gia các mạng xã hội như Twitter, Reddit, Telegram, Medium. Đường link ngay ở dưới vị trí dưới này. Và chúng ta cũng đi tìm hiểu thêm về cái chương trình tiền thưởng của cái dự án này. Thì cái chương trình tiền thưởng bounty của cái chiến dịch LN này, thì cái chương trình này nó sẽ kéo dài 7 tuần, từ ngày 7/6/2018 đến ngày 26/7/2018. Hiện tại nó đã bắt đầu rồi, các bạn có thể tham gia ngay bây giờ để nhận được cái tiền thưởng ưu đãi lớn nhất của cái dự án này. Và chiến dịch sẽ bị đóng khi tất cả các khoản tiền thưởng được xác nhận, với tổng số tiền thưởng bounty ở đây là 20 triệu mã thông báo token LN, tương đương với 600.000 đô la Mỹ, được quy đổi dựa trên giá của ICO. Và các bạn cũng có thể tham gia LN token hỗ trợ của chúng tôi trên trang Telegram eToken. Và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, hoặc vui lòng điền những thông tin dưới đây để có theo dõi những hoạt động tiền thưởng của chúng tôi, và bạn sẽ nhận được 100 cái token nếu đang đăng ký này hợp lệ. Thông tin địa chỉ email, địa chỉ ví Ethereum đó, để đăng ký cái chương trình này. Thế thì cái dự án này được thành lập, được cố vấn bởi những đội ngũ thành viên nhóm cốt lõi nòng cốt nào thì chúng ta cũng đi tìm hiểu. Với ông Aaron Liu, bên tham gia chương trình Bitcoin từ năm 2010, đầu tư Bitcoin từ năm 2012 và dẫn đầu xu thế với doanh nghiệp ByteDance Hoa Kỳ tại Residence Morningside Venture Innes Program CSB Đại học Stanford. Ông Tao Hu, doanh nhân nối tiếp thành công, nhân viên đầu tiên của Oculus Facebook, hiện đang là chuyên gia tư vấn khoa học máy tính tại LN này, Đại học Nam California. Ông Mark Ness Dickey, đầu tư Ethereum sớm và ICO thành thạo, hội Blockchain Association Đại học Tsinghua, Đại học Kinh doanh Quốc tế Kinh tế. Ông Win Lee, cựu giám đốc điều hành đầu tiên của Douyin và TikTok, ứng dụng trên iOS số 1 toàn cầu, một cái video quảng cáo đơn lẻ đạt 100 triệu lượt xem, trình quản lý thương hiệu cũ tại ByteDance, người sáng lập cơ quan WeChat, Weibo, Kaolin, 100 triệu người hâm mộ. Ông Hào Đông, ông ACM Finalist Bitcoin Early Mining, ông tham gia chương trình đào Bitcoin và khoa học máy tính Đại học Giao thông Bắc Kinh. Ông Ngang Ngang, kỹ sư cao cấp, ông Sai Sai, kỹ sư cấp cao cấp, chuyên gia tư vấn về blockchain Facebook khoa học máy tính Đại học Nam California. Thì đây là cái giấy trắng của cái dự án này, các bạn có thể tham khảo chi tiết hơn về cái dự án này. Hoặc có thể đăng ký dưới đây về cái chương trình này để cập nhật thêm thông tin chi tiết.
Thì trên đây là cái video của mình review đánh giá về cái dự án EON Token này, nền tảng trò chơi của blockchain. Các bạn có thể tham gia ngay bây giờ, hiện tại nó đang có chương trình ICO. Các bạn có thể tham gia ngay giờ để nhận được ưu đãi tốt nhất về cái dự án này, có chương trình bounty tiền thưởng rất là lớn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.